ai từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Chắp tay quy kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu quê hương là dòng sông, mắt trong trăng vàng soi sáng. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rực khôn lường, nương thuyền tư
Thế còn gì nữa? Hả? Chánh sát sanh là chánh gì nữa? Đâu có gì suy nghĩ rồi còn chánh gì nữa? Thì bây giờ bởi vì nói ở trên trong cuộc sống ta chánh những điều sát sanh, phải không? Thì trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thường trong cuộc sống tiếp xúc với nhau thường hay gì nhiều nhất? Phải ai mình nói chuyện ai nghịch ý mình chút xíu mình có giận không, có giận hờn không? À, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đối thoại với nhau, tiếp xúc với nhau thì giận hờn, thường hay giận hờn, thấy không? Nếu nào người nào hiền chút xíu thì giận mấy bữa, giận 2-3 bữa, còn nặng hơn nữa giận nhiều tháng, mà giận nhiều nữa là nhiều giận suốt đời luôn, thấy không? Nặng hơn chút nữa không chết tôi cũng đi theo nữa, thấy không? Đó đây cái đó giận hờn. Nếu mà giận quá thì sao? Mình có trả, mình có sao? Có trả cái sự giận hờn không? Đó, thì nên trong cuộc sống hàng ngày của người Phật tử ta phải tránh đi cái sự giận hờn và trả giận hờn. Đó, thì như vậy ở trong kinh Tạp Bảo Tạng Đức Phật có dạy, để tôi đọc cái văn kinh cho quý vị nghe rồi tôi phân tích sao. Xưa có một chị đầy tớ, tánh tình cẩn thận, thường sàng gạo cho chủ. Thì trong nhà của chủ có nuôi một con dê đực, từ lúc mà chị mà sơ hở thì nó đến ăn lúa gạo. Chị bị chủ la rầy vì lúa bị mất mát, với lý do là chị không giữ gìn cẩn thận để bị dê ăn. Vì thế chị thường dùng gậy đánh con dê ấy. Dê cũng quấn hận, mà đến lúc chị ta thì hai bên thường chọn với nhau. Thì một hôm á, chị đầy tớ đang cầm lửa, dê thấy không có gậy liền đến hút chị. Thì chị quảng hồn lấy lửa cầm trên tay đập vào lưng dê. Con dê bị lửa đốt, nó nóng tung trời đốt cả xóm làng, lan đến núi rừng đồng nội. Thì bấy giờ trong núi có 500 con khỉ bị ngọn lửa áp tới, chạy chẳng kịp bị lửa đốt chết hết. Thì chư thiên thấy vậy bèn nói kệ rằng: giận hờn tranh đấu nhau, mỗi bên chẳng chịu dừng. Dê cùng chỉ tớ đấu, thôn dân và chỉ chết. Đó, thì như vậy quý vị thấy ở trong kinh Bảo Tạng Đức Phật dạy những cái mẫu chuyện, kể những mẫu chuyện cho chúng ta nghe. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái sự giận hờn đó, thấy sao? Thấy có nguy hiểm không? Rất là nguy hiểm, thấy không? Đó, thì như vậy chị đầy tớ thì tánh tình chỉ rất là cẩn thận, thấy không? Rồi chị sàng gạo này kia, nhưng mà con dê thừa lúc sơ hở đến ăn, ăn thì bị chủ rầy nên chị tức giận quá, thấy không? Mà ấy, chỉ với con dê cái chản nhau hoài. Bữa đó sao dê thấy chị không có cầm cái cây, nó hút chị vô, thì chị thấy sao? Lấy lửa quýnh lên lưng con dê. Con dê bị lửa đốt, nó nóng quá, nó chạy vào sao? Vào làng, rồi lan đến núi, rồi rừng đồng nội. Thì bây giờ có trong núi có 500 con khỉ bị ngọn lửa áp tới ngay, chạy chẳng kịp nên bị sao? Bị lửa chết hết, lửa cháy chết hết tới cái bầy khỉ 500 con. Thì như vậy thì xuyên qua cái mẫu chuyện này chúng ta mới nhìn thấy rằng tuy nhiên cái giận hờn mình thấy nó không có gì, nhưng mà nó
là một ngọn lửa bốc cháy cả tâm can của chúng ta. Ở đây tất cả quý vị có giận không? Có giận hờn không? Giận có run không? Nếu ai làm gì đến mình giận có run không? Có xanh mặt không? Đó, thì như vậy quý vị thấy rằng người Phật tử của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải tránh đi những cái giận hờn. Thì giờ hỏi giờ nói sư thầy, bây giờ khi con tránh giờ con giận nhiều quá, giờ làm sao con tránh được bây giờ, thấy không? Thì ngày xưa mình chưa biết tu thì mình giận tới 10, bây giờ mình biết tu rồi giận còn mấy? Còn 1 hả? Phải còn 1 không? Thì cái như vậy quý vị thấy rằng giờ nói đến đi, trong cuộc sống, trong gia đình, vợ chồng, cha mẹ anh em sống chung với nhau, thì cái nguyên nhân tại sao gia đình không được hạnh phúc? Tại vì quý vị biết sao không? Tại vì chúng ta có tánh hay giận hờn. Có đúng vậy không? Mà đối với vị chết người giận hờn là ai nhiều nhất, ai ưa giận nhiều nhất? Nam hay nữ? Nữ. Nữ hay giận nhiều nhất. Nhưng mà khi mà người nam mà giận lên thì sao? Không phải như người nữ mà đổ máu luôn. Có đúng gì không? Đó, cho nên quý vị thấy rằng cái nguyên nhân giận hờn là do nơi chúng ta không suy xét cái mọi sự việc, cho nên nói động tới chúng ta giận hay hờn. Thì từ cái chỗ giận đó nó che mờ đi cái lý trí của chúng ta. Đó, từ cái chỗ che mờ lý trí đó nên chúng ta lúc giận rồi không còn phân biệt giữa cái nào là tốt, giữa cái nào là xấu nữa. Miễn làm sao mà nói đã nư rồi, lỡ cái ghen mà thôi. À, thì như vài giây phút mà mình nói để cho hả cơn giận thì như vậy cái miệng mình đã tạo bao nhiêu cái nghiệp ác rồi. À, mà cái người nữ ấy, thì hay giận hờn nhiều nhất, mà mỗi lần giận thì miệng làm sao? Miệng la chửi tùm hết, thấy không? Sao mình chửi con chửi đi không? Thế mình giận, thế mình giận chồng cái đầu móc coi chửi bên nội nó không, chửi rủa kia đủ thứ hết. Tôi nói về tất cả gì đây, thấy có gì không? Có không? Có thì nhẹ quá vậy. Mà từ cái nguyên nhân giận hờn đó nó tạo cái nghiệp cho chúng ta. Cái gì thấy những người mà hay giận hờn nhiều, cái khẩu nghiệp họ thiện hay ác? Rất là ác. Cho nên ở đây khi khởi lên một niệm giận có thể ra sao? Đốt cả rừng công đức. Sân giận thì đốt cả một vườn công đức. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái tai hại, cái giận hờn là như vậy đó. Cho nên khi quý vị chỉ cần khởi một niệm giận thôi là bao nhiêu cửa ác nó đều mở hết. Đó, có thể giết cả người nữa. Như đặc ngợp giờ quý vị coi trên đài tin tức báo chí này kia, sao những người nào hay nói giận có thể giết chết cả người, không? Chẳng những giết cả vợ cả chồng luôn nữa vì một cái giây phút nóng giận đó. Thì như vậy quý vị thấy rằng người Phật tử chúng ta phải cần nên tránh những cái điều giận hờn không? Cần không? Thì như vậy quý vị thấy cái giận hờn đó nó sẽ đưa đến đâu?
đưa chúng ta đến đâu. Bây giờ tôi thí dụ, giờ quý vị giận, nói về cái bản thân của mình đi. Mình giận, mình ăn có ngon không? Ngủ có ngon không? Rồi sao nữa? Rồi có bị lên máu không? Thì như vậy, nếu nói về cái bản thân thì chúng ta bị sao? Bị tổn thất nặng nề, phải không? Ăn không được, ngủ không được, phải không? Rồi lên máu. Rồi đối với những người xung quanh sao? Chúng ta có bị làm tổn hại không? Làm tổn hại cả những người xung quanh nữa, phải không? Mình đang nổi giận ai cái ai mà làm chịch mắc me cái là mình chửi luôn. Vậy tất cả đây chúng ta có bệnh gì không? Có không? Mấy người nữ, mấy người Phật tử nữ không có hả? Đó. Thì như vậy quý vị thấy cái sự giận hờn đó nó làm cho con người của chúng ta che mờ đi cái lý trí, không phân biệt được cái nào tội, cái nào phước khi nó, cơn giận nó nổi lên. Mà khi cơn giận nổi lên á thì ý đã khởi niệm ác, rồi miệng nó ác, thân mới hành động ác. À, giờ thí dụ như những người mà buôn bán á, như bán ở ngoài chợ, bán cá nè, bán tạp quán nè, có hay nổi giận không? Mấy cô ở đây có bán tạp quán, ta có sáng mà trả, buôn bán mà ta lại ta mua mà ta trả, kia ta bỏ đi, có giận, có chửi không? Mà mấy người nào mở hàng mà nặng bóng chiếu mà bỏ đi, bữa bán không được là chửi, chửi tan nát hết, đốt không lòng luôn nữa. Thì như vậy quý vị thấy cái sự giận hờn đó nó đưa con người đến cái sự khổ đau. Không? Khi quý vị giận ai trong cái mà tư tưởng của mình sao, thấy nó bực bội không? Thấy nó bực bội không? Thấy nó bức rứt không? Thì như vậy mình bực bội, mình bức rứt, ăn không được, ngủ không được, đi đứng không yên, thì đối với gì đang ở cảnh giới nào? Cảnh giới địa ngục mà ở cửa nào? Phải ở cửa quả không? Tại vì cảnh giới địa ngục lửa bao nhiêu đốt nhanh trong thân tâm ta, nó bức rứt, nó bực bội, phải không? Ai tới mà làm gì mình cũng muốn kiếm chuyện gây nhau hết, có đúng vậy không? Thì như vậy cho nên ở đây cái cơn giận của người chúng ta khi mà phát giận lên rồi thì chẳng những hại cho bản thân mà tổn thương đến những người ở xung quanh của chúng ta. Thứ nhất, trong cuộc sống gia đình vợ chồng, nếu mà mỗi người vợ người chồng mà không biết nhường nhịn nhau, cơn giận nổi lên thì sao? Thì lúc đó không còn anh em ngọt ngào nữa, mày với tao, không phải không? Nói mày với tao một hồi sao? Đánh luôn. Tức quá, giận quá, chịu không nổi, đấu miệng không thỏa mãn, rồi đấu tới tay và chân. Đó thì như vậy, như vậy thấy có nhiều khi chúng ta không dần được cái cơn nóng giận, có thể cái bị về bản thân, thể thì nó bị tổn thương, rồi những người xung quanh ảnh hưởng đây chúng ta. Nhiều khi vợ chồng mà giận hờn nhau quá, nói nhau đấu khẩu đánh nhau không đã, rồi sao? Châm lửa đốt nhà luôn đó. Đối với những cái đó có không? Có. Đó, vì thế cho nên cái sự nóng giận nó rất là nguy hiểm. Cho nên ở đây cái vị chư thiên á mới nhìn thấy như vậy, mới nói rằng giận hờn tranh đấu nhau. Từ cái chỗ giận hờn mới tranh đấu nhau, đấu bằng khẩu không thỏa mãn, rồi đấu tới tay chân, thấy không?
rồi mỗi bên chẳng chịu dừng nhau, mỗi bên không ai chịu nhường nhịn lẫn nhau hết đó. Thì như vậy quý vị thấy đó, quý vị thấy là không chịu dừng nhường nhịn lẫn nhau thì nó sẽ xảy ra đến đủ thứ chuyện hết, rồi dê cùng chị tớ đấu, phải không? Đó là con dê cùng với cái chị đệ tớ đấu với nhau, rồi á đấu với nhau thì sao? Vì cái cơn nóng giận mà lửa cháy, phải không? Và cả rừng và thôn dân và khỉ thì chết hết, chỉ một cơn nóng giận mà thôi. Đó, thì như vậy quý vị thấy rằng cái cơn nóng giận này thấy nó hiền hay dữ? Rất là dữ, mà rất là dữ. Biết nó dữ tại sao chúng ta không chịu dừng bớt cơn giận? Tại sao vậy? Sẽ im lặng chờ gì? Thường ta nói sao? Thường câu tục ngữ ta nói sao? Giận thì sao? Giận thì mất khôn. Đã. Nhưng mà mình biết như vậy tại sao mình không dừng cái cơn giận? Tại sao vậy? Còn mê quá hả? Vậy nếu mình biết mình còn mê thì chưa sao, phải không? Đó, đó là một cái mẫu chuyện thứ nhất. Về mẫu chuyện thứ hai ở trong kinh Bách Vụ quyển thứ nhất á, vụ á là nói cái người mà ưa giận á, thì thời xưa á có một người ngồi ở giữa đám đông để khen cái một người ngoài rằng cái người ấy á đức hạnh rất tốt, xong lại á có hai cái lỗi là ưa giận, làm việc hấp tấp. Lúc đó cái người ấy đi ngang qua nghe lời này liền nổi giận, bước đến thợt ngực người nói hắn xấu và đánh. Những người xung quanh hỏi tại sao ông đánh người ta, người ấy đáp tôi đâu có khi nào nóng giận hấp tấp đâu mà người này nói tôi ưa nóng giận và làm việc hấp tấp vì thế tôi đánh. Ông đang nóng giận hấp tấp đó còn chối thế nào được? Kẻ nghe người khác nói lỗi xấu mà quán trách thì mọi người cho là ngu muội. Ví như ở thế gian, người uống rượu say sưa hay làm lắm chuyện càng dở, bị người vợ trách đâm ra quán ghét, nếu dẫn chứng ra thì rõ là thế. Như người ngu kia ghét nghe người nói lỗi của mình, thấy người nào nói liền đánh người đó. À, thì như vậy quý vị thấy rằng ở trong cuộc sống của chúng ta, người nào mà bị người ta hay giận nhiều nhất, người ta chửi nhiều nhất, hàng người nào quý vị biết không? Đố quý vị biết. Quý vị biết không? Biết hay không biết? Biết mà không dám trả lời hay là không biết? Đối với vị trí ai tài lai thị phi nhiều nhất? Cái người nào thị phi hay nói lỗi người, hay nói xấu người nhiều nhất là người đó sao? Bị ta chửi mắng nhiều nhất. Phải không? Tôi nói là quý vị suy nghĩ đúng không? Phải không? Bây giờ tôi ví dụ cái thực tế. Bây giờ mình đi chợ, thôi mình ra chợ mua đồ ăn về thì mình lo làm đi. Ra chợ cái đầu nhìn người này, nhìn người kia, phải không? Thấy người nọ, rồi xong cái về nhà sao? Làm cơm xong cái dọn mâm cơm lên bàn tròn, cái đầu vợ chồng con cái lên bàn ngồi vừa ăn, ăn nói chuyện gia đình xong cái đầu đem ra chuyện thiên hạ, nói chuyện chợ thì nói, phải không?
Cái anh chồng nghe bực bội nó la, la cái đầu cái mình không nhìn nhận lỗi của mình, cái mình cái bước lên trên giận. Cái người chồng tức giận đá đổ cái bàn công, quýt nó về bạc tay. Thì như vậy đó là lỗi tại ai? Phải do cái lỗi giận hờn không? Ta từ cái chuyện bên ngoài đường đem về nhà mình mà để xào xáo trong gia đình, để giận hờn với nhau. Ở đây tất cả quý vị ở đây có khi nào bị trường hợp gì không? Sẽ im lặng hết. Có khi nào lên mâm cơm mà bàn chuyện thiên hạ, giận chồng giận la rầy này kia, không? Bỏ đũa bỏ cơm nó ngồi hất mâm cơm xuống dưới đất luôn, thổi ăn luôn, phải không? Rồi chẳng những vậy là bị chồng đánh nữa, phải không? Thì thưa quý vị, chuyện đó thường xảy ra, phải không? Rồi những người nam sao uống rượu vô, rồi sao nữa? Mấy ông nam uống rượu vô sao nữa với vị nam nè, biết thì sao không? Phải không? Ai đi ngang qua nói gì chút xíu là nổi giận lên, phải không? Rồi nhiều khi lúc mà bình thường người ta nói gì cũng con thì nói năng cái gì hết, tưởng tao hiền lắm, là uống rượu vô ba mớ rồi kiếm rượu, phải không? Nhớ chuyện kia bươi nổi giận lên, phải không? Chửi thiên hạ, phải không? Quý vị có vị không? Cái vị nam đây chắc cũng có uống rượu phải không? Mà thường là như vậy à, đó. Nhưng mà đa số người nam là như vậy, chứ không phải là không có. Nhưng mà phải mà bình thường vợ con hay trong thân bằng quyến thuộc làm điều gì mình thèm nói, nhưng mà có uống vô chút rượu đầu kiếm chuyện nói đủ thứ chuyện hết, giận lên không, đập đồ này kia đủ thứ hết. Thì như vậy quý vị thấy rằng cái cơn giận nó làm cái tai hại của người ta. Thứ nhất, mình nổi cơn giận làm tổn thương bản thân, rồi đối với người xung quanh hoảng sợ, thấy không? Rồi hư hao tài sản. Có nhiều người nổi giận không đánh vợ mà đập đồ. Đánh vợ đau, tôi tội nghiệp, đập đồ cái hả cơn giận. Thì như vậy cả hai đều sao? Cả hai đều khổ hết. Đó, từ nguyên nhân cái giận hờn. Thì như vậy cái những người nào sống trong cuộc sống mà hay hờn hay mát hay giận hờn, thì đối diện với những người đó họ có an vui không? Rồi giận người ta ngủ không được, đi đâu cái nhớ tức bực, đó. Chính bản thân mình đã bực bội rồi, rồi cái những người xung quanh đến hỏi chuyện gì cái mình cũng sanh ra bực bội, mình nạt luôn nữa. Quý vị có tâm trạng gì không? Có không? Từ chỗ này sao hỏi quý vị im lặng nhiều quá vậy? Tin tưởng quý vị, không phải để riêng người nữ, nam nữ đều có cái bệnh nặng này cả hết. Đã. Cho nên ở đây ai cũng đều có cái bệnh này hết. Đã. Cho nên á, cái từ cái chỗ mà nóng giận đưa con người đến tạo nghiệp ác, gây tội lỗi, thì hiện tại cái đời sống cái thân tâm họ không được an vui. Đã. Mà cái những người nào mà hay giận hờn nhiều thì những người đó đau khổ nhiều nhất. Sao? Nhiều khi trong cuộc sống gia đình, cái mình giận con, giận cháu, cái đầu mình không thèm ăn cơm gì chứ nhá. Cái bạn bè nói, cái này sao chị buồn quá, tôi giận nó lắm, giận nó tức quá, tôi giận nó, tôi không ăn cơm, mà tôi ăn phở, ăn hủ tiếu không à. Thì vậy, giận mà không ăn cơm, ăn phở, hủ tiếu cũng là ăn rồi. Phải không? Nhiều khi người ta giận ngay cái đầu đó, cái món đồ đó bình thường á vui vẻ nhau, phải không?
tặng quà lẫn nhau, cái đợi khi mình nổi giận lên sao đồ đạc ta mình đem trả, ta mình đem quăng bỏ phải không? Rồi hãy mình giận ai mình giúp đỡ hàng ngày, cái đầu mình kể ơn ra, phải không? Mình kể tôi giúp nó thế này, giúp như thế kia, bây giờ đó làm tôi nổi giận gì đó, phải không? Rồi khi mình giận ai thì sao nữa? Giận cá chém thớt nữa, phải không? Rồi giận lên nữa thì sao nữa? Thấy không? Nhiều khi mình giận cái người đó mà mình không xúc phạm được, cái đầu người nhỏ hơn mình chút đã làm lỗi gì mà kéo một quýnh cho nó ngã cơn giận, kêu mắng chó chửi mèo á, thấy không? Như vậy những cái giận đó nó đưa cho chúng ta rất là khổ, thấy không? Giận một hai ngày thì khổ một hai ngày, giận cả tháng thì khổ cả tháng, giận cả năm thì chúng ta khổ cả năm, mà giận cả đời thì chúng ta khổ cả đời. Mà chúng ta mà giận mà chết đem theo nữa thì cái giận đó nó thuộc về giận gì? Truyền kiếp rồi, thấy không? Thì như vậy quý vị thấy, từ cái nỗi giận đó nó gieo cái gây cái nhân quả cho chúng ta là ân oán không thể nào mà giải quyết được. Cho nên gặp nhau để sanh qua những cái khác đi hận thù để trả nợ ân oán với nhau. Đó như quý vị như coi những cái mà bộ sách chuyện ngày xưa, phải không? Ân oán này kia chết rồi cũng vẫn còn nhớ như thế này kia. Đó, thì như vậy thì những người đó họ rất là khổ. À, bây giờ tôi nói cái thực tế cái hiện tại cho quý vị thấy, như chúng ta giận chừng tiếng hồ thôi thì ngay cái thân của chúng ta và cái tâm của chúng ta thấy nó bực bội không? Thấy vui hay là thấy nó bực bội? À, mà những người nào mà trong cuộc sống mà khó khăn rắc rối nhiều thì đố quý vị cái người đó có giận nhiều không? Tại vì rắc rối khó khăn thì rắc rối từng lời ăn tiếng nói, khó khăn từng lời ăn tiếng nói, cho nên chúng ta mới bắt bẻ, mà bắt bẻ nên cái người đó làm cho mình tức giận lên. Thì những người nào trong cuộc sống rắc rối khó khăn nhiều, kính thưa vậy là những người đó giận hờn nhiều nhất. Ở đây có quý vị nào mà khó khăn không? Có không? Im lặng hết trơn, vậy là có hả? Có rắc rối nhiều không? Mà trong cuộc sống mà vợ chồng, người chồng nào mà khó khăn, rắc rối nhiều là người đó khổ đau nhiều nhất, giận hờn nhiều nhất. Và ngược lại người nữ cũng vậy, thấy không? Thì người nào mà giận hờn mà nói ra nhiều á, giận mà nói ra liền á, thì nó còn bớt khổ một chút, thấy không? Giận cái nổ giòn với nổ cái chút xíu thôi hết giận. Còn người nào mà giận mà không nói á, thì mấy người đó giận dai nhiều nhất. Ở đây quý vị nào giận dai nhiều nhất? Hả? Đi giận ít bữa rồi phải không? Đó cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta đừng có nên giận, phải không? Đối với xúc cảnh chúng ta phải quay trở về thấy rõ từng cái dòng niệm của mình. Đó. Mà muốn hết giận như vậy á thì chúng ta phải tu bằng cách nào? Tránh đi cái giận hờn thì chúng ta phải tu bằng cách nào đây? Hỷ xả. Thì như vậy để tôi kể một mẫu chuyện này
cho tất cả quý vị nghe. Hồi thời Đức Phật, khi Ngài tu thành Phật rồi, Ngài đi quá độ, Ngài thuyết pháp giảng này kia, thì tất cả hồi thời Đức Phật á, khi đạo Phật ra đời á, thì ở bên Ấn Độ có 90 mấy thứ đạo rồi, phải không? Thì khi đạo Phật xuất hiện đời á, cái giáo pháp Ngài lan rộng, thì tất cả các đạo khác bỏ Ngài, bỏ đạo mà đi theo Ngài trở về. Thì những người Bà La Môn rất ghét Đức Phật, không kêu Đức Phật bằng Như Lai mà kêu bằng gì quý vị biết không? Sa Môn Tù Đàm. Thì một hôm Ngài đi khất thực, thì có cái Bà La Môn đó đi sau lưng cứ chửi mắng Ngài những cái câu thậm tệ, Ngài vẫn im lặng Ngài đi. Cái Bà La Môn này tức giận quá, cái này này ông Sa Môn Tù Đàm kia, ủa ông điếc sao, ông câm sao, tôi chửi tôi mắng ông mà ông không trả lời. Đức Phật dẫn sao, dẫn ra đi. Khi đi tới bóng cây mát, Đức Phật mới chạy tọa phụ ngồi, ngồi xuống thì ông vẫn chửi. Rồi Đức Phật mới nhẹ nhàng hỏi, hôm nay Bà La Môn kia, sao nãy giờ ngươi mắng chửi Như Lai, như nói Như Lai câm điếc này kia, những lời thậm tệ, bây giờ ta hỏi ông, về thí dụ ở gia đình ông có mở một cái buổi tiệc mời những người thân thích nhất tới gia đình ông để dự tiệc, thì khi dự tiệc về cho những cái món quà ở đó cho những người bạn thân, mà những người bạn thân đó từ chối món quà đó, thì món quà đó ông đi đem gì đâu? Thôi tôi có lòng tốt tặng bạn tôi mà bạn tôi không nhận, tôi đem về nhà tôi. Thì Đức Phật nói, này Bà La Môn kia, từ nãy giờ ngươi chửi mắng Như Lai những lời thậm tệ, bây giờ những cái lời chửi mắng đó ta trả về cho ngươi, ta không nhận. Đức Phật cho nó nhẹ nhàng như vậy thôi. Cái Bà La Môn nó nghe xong cái ông nghĩ sao, ông thức tỉnh, ông quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật và xin làm đệ tử Đức Phật. Thì như vài cái mẫu chuyện vừa rồi, Đức Phật chỉ chúng ta tu ở chỗ nào? Tu chỗ nào đâu quý vị chị? Nói tôi nghe thử xem. Tu chỗ nào? Tu chỗ nào đâu? Tu ngay cái chỗ mà những lời mắng chửi của ta, ta không nhận, ta trả về cho ngươi. Có đúng không? Đó, thì như vậy, mình muốn đừng có không giận hờn ai, thì mới mốt cái lời khen, lời chê, lời chửi rủa thì người ta đem đến cho mình, đã cho mình thì mình đừng có nhận. Thì mình nhận, không nhận thì mình có giận hờn không? Có không? Thì đó là cái phương pháp tu. Là tất nhiên là Đức Phật chỉ dạy chúng ta, mai mốt những cái lời khen, lời chê, lời mắng chửi, lời xấu ác thì người ta cho, mình đừng có nhận. Thì mình không nhận thì mình đâu có giận hờn. Có đúng gì không? Mà nguyên nhân tại sao chúng ta giận hờn? Tại vì người ta ai nói gì mình cũng ôm hết, ai cho gì mình cũng giữ hết, cho nên từ đó chúng ta hay giận hờn. Có đúng gì không? Nếu người ta khen mình, rồi cô đẹp quá, cái mình nhận lại đó, mình có giận không? Mình mỉm cười vui liền, phải không? Người ta chê, trời ơi cô này sao xấu quá, phải không? Phải không? Thì như vậy khi mình giận cái lời xấu đó, trong lòng mình có giận không? Có buồn không? Thì bởi nguyên nhân giận hờn buồn, cho nên ai cho gì mình cũng nhận hết, cho nên chúng ta mới buồn mới giận. Còn nếu ai cho mình cái món quà gì
thì mình đừng có giận, thì mình đâu có buồn, đâu có giận, đâu có oán hận. Có đúng vậy không? Thì như vậy trong cuộc sống vợ chồng, thì chồng hay vợ nó nặng nhẹ nhau, thì mình đừng có nhận cái món quà của vợ hay của chồng thì mình có sanh cái giận hờn không? Có không? Không. Mà tại vì nguyên nhân tại sao mình giận vợ giận chồng? Là tại vì mình nhận cái món quà của chồng của vợ, cho nên mình nhận món quà đó, cho nên chúng ta mới sanh tâm ra sự buồn giận và phán trách. Không phải đi như vậy mà cả những người tu của chúng tôi cũng vậy. Thấy không? Nếu một người tu nào trong cuộc sống hàng ngày mà hay giận hờn hay này kia là tại vì chúng ta hay thích nhận những món quà khác của người ta cho. Nếu mà món quà tốt đẹp thì chúng ta mỉm cười, món quà không tốt đẹp thì chúng ta sẽ bực bội và giận hờn. Là tại vì bởi chúng ta do chúng ta nhận quà chúng ta mới sanh ra tâm giận hờn. Còn nếu mà chúng ta không nhận quà, dù món quà đó tốt hay là xấu, thì chúng ta cũng không có sanh tâm vui mừng hay là giận hờn. Đó, thì do nó có nguyên nhân mà chúng ta nhận hàng tốt cho nên hay hàng xấu mà mới sanh ra mừng vui và giận hờn. Tôi nói như vậy, tất cả việc suy nghĩ đúng hay sai? Cái gì này thấy đúng hay sai? Đúng hả? Thì như vậy, muốn đạt đến sự hạnh phúc gia đình thì chúng ta phải sao? Vợ chồng sống chung với nhau, lời ăn tiếng nói đừng nhận cho nhau. Thấy không? Mình chỉ nhận trên cái tình thương thôi, đừng có nhận trên cái gì, những cái lời quán trách, đừng nhận lên những cái lời trách móc, đừng nhận lên những cái lời nói nó không tốt đẹp. Thì như vậy chúng ta có giận hờn không? Thì như vậy ngay đó chúng ta sống được cái hạnh gì? Hỷ xả. Phải không? Mà muốn được cái hạnh hỷ xả thì chúng ta phải sao? Phải đừng nhận quà. Tại vì đa số hình như trong cuộc sống ta thích nhận quà nhiều nhất. Có đúng gì không? Nhiều cái có món quà đó là ta đem quăng ở ngoài đường, rồi chúng ta đi ngang, thôi đi ngang, thôi đi đi, ngoáy lại dòm lụm bỏ gì vỏ hết. Ở ngoài chợ ai đem rớt, để rơi rớt thì lụm đem về, đem về nhà hay sao? Đem nhà hay sao? Làm cho nhà mình sóng gió chơi. Thấy không? Mà từ nguyên nhân sóng gió sao? Là do nó cái giận hờn. Thấy không? Ta thường đa số người ta sống mà cái người nào trong cuộc sống hàng ngày thị phi nhiều, lo chuyện thiên hạ nhiều, thì cái người đó sống tâm không bao giờ an ổn được. Đó, mình từ nguyên nhân đó mà chúng ta sanh ra cái tâm giận hờn, rồi mọi người giận hờn. Bây giờ tôi nói về cái gì, xét kỹ lại coi, từ lúc chúng ta chào đời tới trưởng thành cho đến bây giờ, quý vị sống an vui nhiều hay giận hờn nhiều? Vậy hả? Có mình chú là giận hờn nhiều, quý vị này không có giận hờn phải không? Giận hờn nhiều tại vì chúng ta ai cho gì mình cũng nhận hết, phải không? Thì từ đây nếu mà chúng ta không muốn giận hờn nữa thì chúng ta là sao? Đừng có nhận quà nhiều, nghe không? Quý vị nào mà ham nhận quà nhiều là quý vị đó sao? Giận hờn nhiều, phải không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là trong cuộc sống cái người nào mà khó tánh nhiều, rắc rối nhiều là những người đó hay giận hờn nhiều.
Mà những người giận hờn nhiều là mau già, thấy không? Dễ sanh bệnh, thấy không? Đâu ở đây quý vị nào dám can đảm giơ thẳng tay không? Giận hờn nhiều nhất không? Có dám can đảm không? Có mà bỏ hả? Phải không? Mà những cái người nào mà rắc rối gì, người ta làm phật ý mình gì một chút xíu, mình cũng dễ giận hờn, cũng dễ quạ quọ. Thấy không? Cái người nào mà mắc mỏ từ lời ăn tiếng nói nhiều là người đó khổ đau nhiều nhất. Cho nên trong cuộc sống, hàng ngàn người Phật tử ta phải tránh đi những cái giận hờn, những cái rắc rối, những cái khó khăn, thấy không? Rồi những cái bỏng sẻn, những cái ích kỷ, mà phải có một cái tâm sống rộng lượng, bao dung và hỷ xả. Bây giờ quý vị xét lại đi, giờ quý vị tu, quý vị bỏ nhiều rồi, quý vị xét lại hành trình mình lúc mà chưa biết tu á, rắc rối khó khăn nhiều, thì quý vị thấy giận hờn nhiều không? Mà người nào mà giận hờn nhiều ấy, đối diện với gương mặt người đó đẹp hay là xấu? Xấu mà xấu quắc luôn á. Thấy không? Thường thấy nhăn nhó nhiều, nhíu mày nhiều, thấy không? Mà nãy giờ tôi thuyết pháp ở đây, tôi nhìn gương mặt quý vị nào cũng quan hỷ hết trơn á, chắc bớt giận hờn nhiều, phải không? Thấy hơi sáng chứ không có tối, phải không? Nhưng mà ở đây thấy sáng mà trở về nhà không biết tối hay sáng nữa nha. Đó, cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta là ta phải tránh bớt đi những cái giận hờn và những cái lời ác khẩu. Đó. Mà cái ác khẩu này là người nữ chúng ta bị nặng nhiều nhất. Có đúng vậy không? Đúng không? Đúng hả? Đúng, được bao nhiêu phần trăm? Tại vì sao? Tại vì sao mà tôi nói người nữ ác khẩu nhiều nhất, quý vị biết không? Đâu quý vị xét kỹ rồi, tại nguyên nhân tại sao quý vị biết không? Hồi lúc còn con gái á, thấy không? Rất là tùy mị, nói nhẹ nhàng, thấy không? Ăn không dám ăn, nói lớn tiếng không dám nói lớn tiếng, ai nói cái e thẹn mắc sợ, thấy không? Nhưng mà khi có gia đình rồi, có chừng một hai đứa con rồi, thì mình còn có tùy mị mắc cỡ e thẹn như hồi còn thiếu nữ không? Lúc hồi còn con gái á, sư tử nó nằm ngủ, nó chưa thức dậy. Nhưng mà khi có gia đình, có con rồi, thì sư tử nó mới thức dậy. Thấy không? Tại vì sao? Có con rồi tức giận, gầy la, nó nghe đọc chửi. Thấy không? Mà nếu mà giận thằng chồng thì sao? Bắt con ra chửi liền. Thấy không? Quýnh cái cha mày, quýnh cái ông nội mày, chân chân. Thì như vậy, từ cái nguyên nhân đó mà tạo ra cái khẩu nghiệp, từ cái giận hờn nó tạo khẩu nghiệp mà đưa đến cái sự sanh vào đường ác. Đã, cho nên người Phật tử chúng ta phải tránh đi những cái điều giận hờn và ác khẩu. Tôi nói như vậy nãy giờ quý vị thấy tôi nó đúng hay sai? Đúng được bao nhiêu phần trăm? Cho nên á, cái những người đã có gia đình rồi thì mình bớt đi cái giận hờn, từ cái chỗ giận hờn nóng giận đó, cho nên cái miệng của chúng ta mới phát sinh ra ác khẩu, thấy không? Đó, thì như vậy từ con gái mình thùy mị thì sao, bây giờ có chồng có con vẫn thùy mị như vậy, thấy không? Thì như vậy mình mới bớt đi cái sự mà thô, wow. Như vậy tất cả gì, có khi nào ở đây tất cả gì có con rồi, cái cháu ngoại rồi, cái bản chất còn thùy mị như lúc ban đầu không?
không ai còn hết nữa. Mất tiêu hồi lúc nào á, mất tiêu hồi lúc mà từ ngày từ dạo mà có con có cháu phải không? Đó, cho nên ở đây mình muốn tránh bớt đi cái giận hờn, tranh cãi, lời ác khẩu thì chúng ta phải sao? Phải sống theo lời Đức Phật dạy sao? Những lời chửi của Như Lai nãy giờ ta không nhận, ta trả về cho ngươi. Vâng, thì ông Phật cũng dạy chúng ta, nếu mà chúng ta đừng có nóng giận và ác khẩu thì những cái lời phó mạ của những người xung quanh ta thì chúng ta hãy trả cho họ đi, chúng ta đừng nhận nữa, thì ngay đây chúng ta không còn giận hờn và không nói lời ác khẩu nữa. Tại vì nguyên nhân chúng ta giận hờn, nóng giận nhiều, lời nói ác nhiều là bởi vì ai nói gì chúng ta đều nhận hết, cho nên chúng ta khổ. Có đúng vậy không? Mà muốn hết giận hờn thì mai mốt ai nói điều cái gì, điều gì thì mình đừng có nhận vô, nghe không? Tôi nói lời tốt đẹp thì mình nhận vào, còn người ta nói những cái lời phó mạ mình, chửi mắng mình thì mình đừng có nhận. Mình không nhận thì mình không còn giận hờn, mà không giận hờn thì mình không có quán trách. Không quán trách thì khẩu mình không có tạo nghiệp ác. Đó, cho nên tôi nói tất cả quý vị biết rằng những cái người nữ chúng ta lập gia đình, có chồng có con rồi để tạo nghiệp ác khẩu là nhiều nhất. Tôi nói gì quý vị thấy đúng hay sai? À. Nếu đúng như vậy thì tất cả chúng ta phải sao? Phải tránh đi những cái là những cái giận hờn, phải không? Phải tránh đi những cái món quà người ta cho mình, nó mốt chồng nó chửi mình thì mình đừng có nhận những cái lời chửi của chồng, thì mình không có giận hờn và nói những lời ác khẩu. Thì ngược lại, mốt vợ có chửi mình thì mình cũng đừng có nhận những lời của vợ mình, phải không? Thì mình không có giận hờn, mà mình không giận hờn thì mình không có đánh đập vợ con. Có đúng gì không? Đó, thì tất cả ở đây Đức Phật chỉ dạy cho tất cả chúng ta là những gì lời chửi mắng phó mạ của mọi người thì chúng ta đừng có nhận vào, mà không nhận vào thì chúng ta không có giận hờn, không có oán trách, không nói những lời độc ác, không có chửi rủa thì chúng ta không tạo nghiệp ác. Còn nếu chúng ta còn nhận những cái lời phó mạ của mọi người, những cái chửi bới của mọi người thì chúng ta sanh tâm ra giận hờn, khởi lên niệm ác thì chúng ta tạo nghiệp. Đó, thì những người Phật tử ta sống hàng ngày phải tránh đi cái sự giận hờn và nóng giận, và tránh đi những cái lời ác khẩu. Đó, thì như vậy quý vị thấy, nếu mà mình tránh đi những cái điều như vậy á thì chúng ta thấy cuộc sống ta thấy có an vui không? À, mình không có giận hờn cũng ác khẩu thì cái lời nói của mình đều thánh thiện hết, thì đâu có gì để đau khổ, phải không? Đó, cho nên ở trong kinh mà Tứ Tự Tâm á thì Đức Phật dạy chúng ta tai họa từ miệng ra, phải không? Xét kỹ mọi việc rắc rối lo thôi ở đời, chỉ từ sự cãi vã các điều không đâu mà ra cả. Tai họa từ cửa miệng ra, ngàn tai ương buông tội lỗi, trở lại trói buộc thế thân. Thì như vậy quý vị xét kỹ rằng phải rằng tất cả mọi điều tội lỗi phải do từ miệng mà ra không? Có đúng gì không? Sao? Mà từ cái chỗ miệng mà ra thì sao? Thì muôn tội lỗi nó trở lại đâu? Trói buộc lấy thân chúng ta. À, chẳng hạn như trong kinh Địa Tạng nói, những người nào thường nóng giận, sân giận này kia nhiều thì chết vào cửa địa quả địa ngục. Có đúng vậy không? Thì như vậy mình khỏi cần phải chết,
vào cái quả địa ngục chi? Phải không? Đợi chết vào quả địa ngục còn xa lắm, nhưng mà hiện tại mình đã sống trong đâu? Trong quả địa ngục rồi. Lúc mà chúng ta giận hờn mà nóng giận lên, trong cái thân tâm nó bức rứt, ăn không được, ngủ không được, đi đứng nằm ngồi đều bực bội hết, ai đọc tới cũng đều gây hết. Thì như vậy không ở địa ngục là gì, đúng không? Mà tất cả cái gì muốn ở cảnh giới an vui hay ở cảnh giới địa ngục, ở an vui thì như vậy chúng ta phải sao? Đừng giận hờn, đừng sân giận, đừng nói những lời độc ác, phải không? Mà chúng ta phải cẩn thận cái lời nói của chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta sống trong cảnh giới an vui. Còn nếu chúng ta còn hay giận hờn, lời ác khẩu, thì chúng ta nghe đây, thân tâm nó bức rứt, thì ngay đây chúng ta đang sống ở trong cảnh giới địa ngục. Cho nên trong đời sống hàng ngày, người Phật tử ta phải tránh xa những cái điều giận hờn, những cái lời ác khẩu. Thì như vậy, tôi nói như vậy, quý vị thấy những cái tránh đó nó có thực tế không? Thực tế hay sao? Hay sao vời? Đó, cho nên quý vị thấy nhiều khi chúng ta đi chùa lâu năm, hay tụng kinh niệm Phật lâu năm, những cái đạo tràng mở chỗ này chỗ kia, chúng ta đều đi tham dự tu hết, nhưng mà tu tiến bộ đâu không thấy, nhưng mà cái giận hờn, cái ác khẩu thì nó càng nhiều hơn. Tôi nói như vậy, có một số như vậy, có gì không? Chứ không phải tất cả là vậy, nhưng mà có một số là như vậy. Đi chùa nhiều, tụng kinh niệm Phật nhiều, nhưng mà giận hờn còn, ác khẩu vẫn còn. Thì đi chùa nhiều thì tạo nghiệp nhiều, có đúng vậy không? Đó. Còn nếu mà chúng ta đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, niệm Phật nhiều, mà tránh xa những cái điều giận hờn, những cái điều ác khẩu, thì sao? Thì phước báo nó nhiều, sự an lạc nó nhiều. Còn nếu chúng ta đi chùa nhiều, tụng kinh nhiều, mà còn sân giận nhiều, phiền não nhiều, ác khẩu nhiều, thì cái đi chùa tụng kinh niệm Phật đó có ích lợi gì không? Cái đầu ra ngoài đường, cái đầu sao? Ra ngoài chợ thì hơn thua ngoài chợ, chửi mắng ngoài chợ. Cái đầu nói trời ơi, cái cô đó ý đi chùa nha, ăn chay niệm Phật thì không dữ nha, thấy không? Cái đầu sao mình nói giận lên á, tao tu với Phật chứ không phải tu với mày nha. Thấy không? Đúng đó. Vừa nói vừa săn tay áo là sao, bây giờ mày muốn cái gì? Có đúng vậy không? Đó thì như vậy, cho nên nếu chúng ta là một người Phật tử phải tránh xa những cái điều đó. Nếu mà chúng ta không tránh xa điều đó thì chúng ta làm ô danh đi một người Phật tử. Phật tử nghĩa là gì? Là con của Phật. Thì con của Phật hiền hay dữ? Con của Phật hiền hay dữ? Hiền. Hiền mà tại sao ra chợ còn trả giá, còn chữ lộn ngoài chợ? Thì như vậy, cho nên người Phật tử ta trong cuộc sống hàng ngày phải tránh xa những cái điều đó. Cho nên quý vị phải hiểu biết cái điều đó. Thì nói tóm lại, hôm nay nói cái đề tài này là những người Phật tử phải tránh xa điều gì? Là phải tránh xa những cái giận hờn, phải không? Tránh xa điều giận hờn. Tránh xa gì á? Tránh xa những lời nói ác, phải không? Đó. Và muốn tránh xa những lời, những cái giận hờn, những cái điều nói ác như vậy á, thì chúng ta phải sao? Thứ nhất, chúng ta phải có tâm hỷ xả. Cái thứ hai là sao?
là những cái món quà gì người ta, món quà mà phó mạ chửi mắng mình thì mình đừng nên nhận, phải không? Mình không nhận thì mình có giận hờn không? Mà không giận hờn mình có nói lời ác khẩu không? Thì quý vị nên nhớ rằng trong cuộc sống với nhau, dù vợ chồng hay thân bằng quyến thuộc hay láng giềng, người ta phó mạ mình, ta cho mình những cái món quà như vậy thì nhớ đừng có nhận nghe không? Biết rồi đừng có nhận nghe không? Hay nhận thì mình sẽ ra giận hơn, mà giận hơn thì miệng mình sẽ nói những điều ác. Đó. Mà muốn đừng giận hơn, không nói điều ác thì người ta cho những món quà không tốt thì mình đừng nên nhận. Đó. Thì hôm nay cái bài pháp như vậy, cầu chúc cho tất cả quý vị nghe xong rồi quý vị phải tránh xa những cái điều giận hờn, những cái điều ác khẩu, để trở thành một người Phật tử là con của Phật ngoan hiền trong giáo pháp Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. A Di Đà Phật, buổi pháp thoại sáng hôm nay đến đây là viên mãn. Con xin được cung thỉnh thượng tọa giảng sư cùng với đại chúng phải thân hồi hướng A Di Đà Phật.